Chiều ngày 1 tháng 7 tại trụ sở Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Lực, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự đã trao hai quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó cục trưởng cho ông Nguyễn Thanh Hà và ông Trần Phương Hồng. Thời gian ông Hà và ông Hồng giữ chức vụ bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2022. Cũng tại buổi lễ, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Lực trao quyết định bổ nhiệm chấp hành viên cấp cao cho ông Nguyễn Văn Hòa, quyền cục trưởng Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh. Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Lực chúc mừng Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh đã từng bước kiện toàn tổ chức sau thời gian dài cục chỉ có hai phó cục trưởng. Ông Lực cũng đề nghị hai phó cục trưởng vừa bổ nhiệm nhanh chóng bàn giao các công việc tại đơn vị cũ và tiếp tục phát huy khả năng lãnh đạo điều hành, gìn giữ đoàn kết nội bộ cùng tập thể lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành tốt nhiệm vụ chỉ tiêu được giao. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về vlo@phapluattb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.